Hải Phòng gần 1.000 giáo viên, học sinh mắc COVID-19, Hải Dương thêm 2 ca tử vong. Trong ngày hôm nay mùng 9 tháng 2, tại thành phố Hải Phòng và Hải Dương phát sinh thêm trên 2.400 trường hợp mắc mới. Riêng Hải Phòng có gần 1.000 ca là giáo viên, học sinh, còn tại Hải Dương thêm 2 trường hợp tử vong. Tại Hải Phòng, ngày mùng 9 tháng 2 tiếp tục ghi nhận 1.290 ca mắc COVID-19 mới ở 14 trên 15 quận, huyện. Trong đó, 1.138 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 48 bệnh nhân test nhanh dương tính, 73 ca F1, 21 bệnh nhân nghi ngờ, còn lại là trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế. Đáng chú ý, từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến 17 giờ chiều nay, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng có 983 ca mắc, trong đó 65 trường hợp là giáo viên và 918 bệnh nhân là học sinh. Cũng theo ngành y tế Hải Phòng, trong ngày địa phương đang điều trị cho 2.771 bệnh nhân nặng. Cụ thể, 1.977 ca thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC 369 trường hợp, 72 ca thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn 335 ca và 18 bệnh nhân ECMO. Đối với tỉnh Hải Dương, hôm nay phát sinh thêm 1.120 trường hợp mới, đây cũng là ngày thứ hai địa phương này ghi nhận trên 1.000 ca mắc. Trong số những bệnh nhân mắc mới có 677 là F1, 165 ca ho sốt cộng đồng, 240 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 1 ca sàng lọc bệnh viện và 37 trường hợp về từ các tỉnh khác. Những địa phương có số ca mắc trong ngày trên 100 bệnh nhân gồm huyện Kim Thành 248, thị xã Kinh Môn 164 và thành phố Hải Dương 170. Đến ngày hôm nay, 7 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố có số ca mắc vượt mốc trên 1.000 bệnh nhân. Cũng theo ngành y tế Hải Dương, trong ngày trên địa bàn tiếp tục có thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong ở huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương. Những ca bệnh này thuộc người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân 2.324.923, 83 tuổi, nữ, trú tại khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. Ca bệnh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào mùng 4 tháng 2, có tiền sử suy tim và được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, trường hợp này tử vong. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân 2.375.218, 87 tuổi, nữ, trú tại khu 4, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Ca bệnh có tiền sử tâm phế mãn, tăng huyết áp, được phát hiện dương tính 7/2 thông qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và được điều trị tại nhà. Vào 23 giờ đêm qua, bệnh nhân tử vong. Từ khi thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ ngày 10 tháng 12 năm 2021, đến chiều nay, mùng 9 tháng 2 năm 2022, Hải Dương có 16.765 trường hợp mắc COVID-19. Hiện đang điều trị 5.665 bệnh nhân ở bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế tuyến huyện, tại nhà và có 28 trường hợp tử vong. Xem thêm video đang được quan tâm. Đức Tùy, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.